Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, mới đây, bài phát biểu quan trọng của bà Kamala Harris trước Đảng Dân Chủ Mỹ vừa qua đã thu hút sự chú ý của những người không có mặt tại hội trường ở Chicago, bao gồm các nhà hoạch định chính sách ở Bắc Kinh theo đó đối với các nhà lãnh đạo trung quốc đang chuẩn bị cho sự lựa chọn khó chịu giữa hai ứng cử viên diều hôn nổi tiếng là tổng thống joe biden và đối thủ cộng hòa donald trump việc bà harris đôn ngô tham gia đường đua đã làm tăng thêm sự bất ổn cho cuộc bầu cử vốn đã rất quan trọng đối với quan hệ mỹ trung chính quyền của chủ tịch tập cận bình sẽ phân tích các tuyên bố và hồ sơ để tìm manh mối về lập trường của chính quyền bà harris đối với mối quan hệ với bắc kinh và liệu điều đó có tốt hơn kịch bản ông Trump đắc cử lần nữa hay không? Giao Minh Hào, giáo sư của Viện Nghiên cứu Quốc tế và Trung tâm Nghiên cứu Mỹ tại Đại học Fudan cho biết, ông Trump và bà Kamala Harris đều là hai lựa chọn không mang lại nhiều tích cực đối với Bắc Kinh. Cả hai đều coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh hoặc đối đầu, trong khi bà Harris thời điểm còn là nghị sĩ đã đồng bảo trợ các dự luật liên quan tới vấn đề nhân quyền ở Hồng Kông và Tân Cương. Ông Trump phát động chiến tranh thương mại và cam kết tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc nếu đắc cử lần nữa. Bà Harris chỉ đề cập đến Trung Quốc một lần trong bài phát biểu tại Đại hội Đảng Dân Chủ tuyên bố sẽ đảm bảo nước Mỹ, chứ không phải Trung Quốc, sẽ giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh cho thế kỷ 21. Ngược lại, ông Trump đã đề cập đến Trung Quốc 14 lần tại đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa vào tháng trước, bao gồm khẳng định rằng ông sẽ giữ Bắc Kinh ở thế bí trong suốt nhiệm kỳ tổng thống trước và than thở về việc mất căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan, nơi mà ông tuyên bố cách nơi Trung Quốc sản xuất vũ khí hạt nhân một giờ. Trước khi trở thành phó tổng thống, bà Harris, người chưa bao giờ đến Trung Quốc, có tương đối ít kinh nghiệm về các vấn đề đối ngoại kể từ khi nhậm chức bà đã công du 17 lần, bao gồm 4 lần đến thăm Đông Á, nơi bà đã có cuộc gặp ngắn với ông Tập Cận Bình tại Thái Lan vào năm 2022 và tiếp xúc với Thủ tướng Lý Cường tại Jakarta vào năm ngoái. Hầu hết các học giả Trung Quốc cho biết điều quan trọng hơn thành tích của bà Harris là liệu bà có giữ lại các thành viên trong nhóm chính sách đối ngoại của ông Biden, chẳng hạn như Ngoại trưởng Antony Blinken, phó của ông là Kurt Campbell, và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cũng như các quan chức cấp cao khác có vai trò quan trọng trong các chính sách diều hâu đối với Trung Quốc. Sự không chắc chắn về đội ngũ của Phó Tổng thống Mỹ khiến không chỉ Bắc Kinh mà ngay cả các chuyên gia ở Washington phải vội vã tìm ra những ứng viên tiềm năng bà sẽ chọn cho các vị trí quan trọng trong khu vực, đặc biệt là Trung Quốc. Wang Chong, một chuyên gia về chính sách đối ngoại tại Đại học Nghiên cứu Quốc tế Chiết Giang cho biết, điều thực sự quan trọng là bà Harris tin tưởng ai vì bà Harris không phải là chuyên gia về các vấn đề đối ngoại. Ông cũng nói thêm rằng, việc đề cử bà Harris là một bất ngờ đối với nhiều người ở Trung Quốc. Một số nhà phân tích Trung Quốc cho biết, người bạn đồng hành của bà Harris, phó tướng Tim Wang, có khả năng mang lại nét cá nhân hơn cho quan hệ song phương liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 có thể thấy sự trỗi dậy của bà Harris khiến ông Trump mất đi sự chú ý từ công chúng, trong khi cựu Tổng thống chưa tìm ra cách ứng phó hiệu quả. Đảng Dân Chủ ngày 22 tháng 8 kết thúc đại hội toàn quốc dài 4 ngày, với bà Kamala Harris là tiêu điểm. Phó Tổng thống Mỹ phát biểu nhận đề cử và làm nên lịch sử, trở thành nữ ứng viên sa màu, nữ ứng viên gốc Á đầu tiên đại diện một chính đảng chạy đua vào Nhà Trắng. Việc bà Harris thay Tổng thống Joe Biden tranh cử đã giúp hồi sinh nỗ lực của Đảng Dân chủ vốn ảm đạm sau khi ông Biden gây thất vọng trong cuộc tranh luận trực tiếp với đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump cuối tháng 6. Bà Harris trong tháng qua gây quỹ vượt đông Trump, thu hẹp khoảng cách dẫn trước đối thủ trong nhiều cuộc thăm dò tại các bang chiến trường. Cựu Tổng thống Donald Trump dường như chưa tìm ra phương án đối phó hiệu quả, dù vị cựu Tổng thống này đã từng nhiều lần khiến các đối thủ khác gặp bất lợi để thu hút sự chú ý trở lại của truyền thông. Ông đồng ý trả lời phỏng vấn tỷ phú Elon Musk, thậm chí là tung ra hàng loạt lời công kích cá nhân, cũng như những bình luận cường điệu nhắm vào bà Harris. William Rosenberg, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Bristol, bang Pennsylvania nhận định rằng sự phẫn nộ và ngôn từ công kích của ông Donald Trump đã thể hiện rất nhiều điều. William Rosenberg cho rằng, ông Trump đang đi trên một con đường đầy giấy rắc rối và chỉ khiến vị cựu tổng thống này thêm khó khăn trong nhiệm vụ đối mặt bà Kamala Harris. Cựu Tổng thống đã lên kế hoạch tổ chức hàng loạt sự kiện vận động tại các bang quan trọng như Pennsylvania, Bắc Carolina, Illinois và Arizona để buộc truyền thông phải chú ý đến mình. Trump hiểu rõ đây là kỳ trang mật của bà Harris, cũng như ông khi Đảng Cộng Hòa tổ chức Đại hội Toàn quốc tháng 7. Theo AP, đây là tuần bận rộn nhất của ông Trump kể từ mùa đông, thời điểm ông phải đối mặt hàng loạt đối thủ trong vòng bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa. Việc ông Trump tập trung phát biểu về chính sách khi vận động ở bang chiến trường còn phản ánh lo ngại từ phía ông trước sự cạnh tranh của bà Kamala Harris. Tuy nhiên, ông Trump dường như không còn được truyền thông chú ý như trước. Những thông điệp của ông về chính sách đối ngoại, kinh tế và tội phạm không làm lu mờ ánh đèn sân khấu dành cho bà Harris và không gây chú ý, điều bất ngờ đối với một chính trị gia từng thống trị tin tức. Trong khi đó, tất cả thông tin từ phía đảng Dân Chủ hồi tháng 7 chỉ là áp lực kêu gọi ông Biden bỏ cuộc giới quan sát đang chờ xem kết quả các cuộc thăm dò toàn quốc và tại bang chiến trường để xem bà kamala harris có nhận được động lực thường đi kèm với một đại hội thành công hay không phe cộng hòa và các trợ lý của ông donald trump kỳ vọng đại hội toàn quốc đảng dân chủ kết thúc đồng nghĩa kỳ trăng mật của bà kamala harris cũng vậy ông trump là một trong những ứng viên tổng thống nổi tiếng nhất từ trước đến nay phần nào do ông đã lãnh đạo mỹ một nhiệm kỳ công chúng nước mỹ giờ đây muốn biết rõ những ưu tiên thực sự của ông nếu đắc cử nhiệm kỳ thứ hai Ông đã đăng lập trường chính sách trên website tranh cử nhưng không nêu chi tiết về kế hoạch điều hành đất nước trong tương lai. Thượng nghị sĩ bang Nam Carolina, Lindsey Graham, đồng minh của ông Trump muốn cựu tổng thống chú trọng vào kinh tế và biên giới Mỹ Mexico. Ông Graham nói vào ngày 18 tháng 8 rằng chính sách là chìa khóa để vào Nhà Trắng và khuyên ông Trump tránh công kích đối thủ vì việc này làm giảm khả năng thắng cử. Nhiều cử tri ủng hộ ông Trump có chung quan điểm Bà Mary Ray, 75 tuổi cho rằng ông Trump nên cẩn trọng hơn khi nói chuyện và những lời công kích cá nhân sẽ chỉ khiến cử tri mất thiện cảm với ông. Số khác kêu gọi ông Trump tăng cường lịch trình tiếp xúc cử tri và hạn chế những sự kiện lớn. Ông Bruce Fields, 70 tuổi ở Pennsylvania cho rằng những cuộc vận động lớn cũng ổn, nhưng ông thích ông Trump đến một nhà hàng hoặc trò chuyện với người dân trên phố hơn bởi ông Trump sẽ tạo ra nét riêng khi trò chuyện với người bình thường. Kết quả thăm dò do Washington Post ABC News Ipsos thực hiện tuần trước cho thấy cử tri tin ông Trump hơn bà Kamala Harris trong những vấn đề quan trọng như kinh tế, lạm phát, nhập cư và chiến sự Israel-Gaza. Bà Harris có lợi thế trong vấn đề như quyền phá thai, chăm sóc y tế, bảo vệ nền dân chủ, kiểm soát súng đạn. Nhiều vấn đề sẽ được bộc lộ khi ông Trump và bà Harris tranh luận lần đầu vào ngày 10 tháng 9. Đây là phép thử đối với bà Harris bởi ứng viên dân chủ phải thể hiện mình phù hợp cho vị trí đứng đầu Nhà Trắng. Một số cố vấn đã cảnh báo ông Trump rằng ông có thể thua nếu chỉ chăm chăm công kích đối thủ thay vì đưa ra cam kết chính sách. Chiến lược gia Đảng Cộng Hòa Doug Hyde cho rằng ông Trump vẫn có thể thắng cuộc đua nhưng sẽ xít sao. Và để làm được điều này, ứng viên Cộng Hòa cần tập trung vào chính sách đối phó lạm phát, nhập cư trái phép và nhiều vấn đề khác mà kết quả khảo sát cho thấy cử tri sẵn lòng đánh giá cao cho cựu Tổng thống. Đáng lưu ý, trước đó, ông Trump phản đối những lập luận bà Harris đưa ra khi phát biểu nhận đề cử tại Đại hội Đảng Dân Chủ, cho rằng ông mới là người thành công hơn. Ngay sau khi bà Kamala Harris phát biểu tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ ở Chicago, cựu Tổng thống Donald Trump vào đêm 22 tháng 8 đã đặt ra câu hỏi trong cuộc phỏng vấn với Fox News rằng tại sao bà Harris không làm gì với những điều bà ấy đang phàn nàn. Bà Harris nói sẽ làm điều này, điều kia, nhưng chẳng thực hiện điều gì trong 3 năm dưới qua, người dẫn chương trình Martha McCallum sau đó hỏi ông Trump có chiến lược gì để lấy lại động lực tranh cử hay không. Trong bối cảnh bà Harris đang tìm cách lôi kéo cử tri trẻ, người gốc Latin, người da màu đi bỏ phiếu cho mình và liên tục cải thiện vị thế trong các cuộc thăm dò dư luận. Ông Trump cho rằng bà Harris không thành công mà mình mới là người thành công. Ông cho rằng mình đang làm rất tốt với cử tri gốc Latin, với nam giới da màu, kể cả với phụ nữ vì phụ nữ thích sự an toàn. Trước đó, ông Trump dường như cũng theo dõi trực tiếp bài phát biểu của bà Harris và liên tục đăng bài trên mạng xã hội True Social để phản bác các lập luận mà bà đưa ra cũng như chê bai cách thể hiện của đối thủ. Khi Phó tổng thống Mỹ xuất hiện trên sân khấu, đám đông phía dưới hô lớn Kamala và nước Mỹ, bà Harris bày tỏ xúc động và liên tục nói cảm ơn. Ông Trump lập tức bình luận, quá nhiều lời cảm ơn, nói cũng quá nhanh. Chuyện gì đang xảy ra với bà ta thế? Ông còn đặt câu hỏi rằng Hunter Biden ở đâu khi nhắc tới người con trai vướng nhiều lùm xùm của Tổng thống Joe Biden. Cựu Tổng thống còn nhấn mạnh, Thống đốc Minnesota Tim Walz, phó tướng của bà Harris chỉ là trợ giảng, chưa phải giáo viên dạy môn bóng bổ dục ở trường trung học. Ngay sau khi bà Harris ca ngợi người mẹ quá cố vì đã dạy chị em bà không được làm bất cứ điều gì hời hợt, ông Trump tiếp tục viết rằng tiểu sử của bà ấy chẳng giúp vật giá giảm xuống. Trong bài phát biểu của mình, Phó Tổng thống Mỹ chỉ trích ông Trump vì cuộc nổi loạn đôi Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021 khi người ủng hộ ông xông vào tòa nhà quốc hội để ngăn quá trình công nhận ông Biden thắng cử. Bà Harris cho rằng ông Donald Trump là người không nghiêm túc, nhưng hậu quả nếu để ông ấy quay lại Nhà Trắng là cực kỳ nghiêm trọng. Hãy để ý hỗn loạn không chỉ xảy ra khi ông ấy đương nhiệm mà còn xảy ra khi ông ấy thất cử. Bà Harris nhắc đến việc tòa án tối cao Mỹ tháng trước ra phán quyết ông Trump được miễn tố với các hành động công vụ trong thời gian nắm quyền. Bà nói rằng hãy tưởng tượng không có rào cản nào ngăn ông Donald Trump. Bà liên kết chính sách của ông Trump với dự án 2025, tài liệu dài 920 trang do Viện Chính sách Heritage Foundation soạn thảo đã bị nhiều người chỉ trích là cực hữu. Theo bà, tài liệu này cho thấy nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump sẽ như thế nào, Bà nói thêm rằng hãy xem xét những gì ông Trump định làm nếu nước Mỹ trao lại quyền lực cho ông ấy. Ý định rõ ràng của ông ấy là thả những kẻ cực đoan bạo lực đã tấn công nhân viên hành pháp ở đồi Capitol, bỏ tù các nhà báo, đối thủ chính trị và bất kỳ ai ông ấy coi là kẻ thù. Ý định rõ ràng của ông ấy là triển khai quân đội chống lại chính công dân Mỹ. Theo bà, mục tiêu của dự án 2025 và ông Trump là kéo đất nước chúng ta trở về quá khứ. Bà nhấn mạnh rằng nước Mỹ sẽ không trở lại, Ông Trump lập tức phản bác rằng sự hỗn loạn và tai họa đang cho phép hàng triệu tên tội phạm xâm nhập vào Mỹ, dường như ám chỉ tới chính sách nhập cư của chính quyền Biden-Harris. Bà Harris cáo buộc ông Trump đã cử đám đông vũ trang tiến tới đồi Capitol, nơi những người này tấn công lực lượng thực thi pháp luật. Cựu Tổng thống Mỹ lập tức đăng trên Truth Social rằng họ hòa bình và yêu nước. Phó Tổng thống Mỹ nói rằng khi các chính trị gia đảng Cộng hòa cầu xin ông Trump hãy ngăn cản đám đông ủng hộ của ông, ông đã làm ngược lại và thổi bùng ngọn lửa giận dữ. Bà Harris phát biểu hơn 37 phút là một trong những bài phát biểu nhận đề cử ngắn nhất lịch sử. Khi nhận đề cử ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa hồi tháng 7, ông Trump phát biểu tới 93 phút và là bài phát biểu dài nhất, phá vỡ kỷ lục do chính ông lập ra vào năm 2016. Mới đây, chiến dịch tranh cử của bà Harris nhận được một khoản quyên góp 540 triệu đô la Mỹ kể từ khi khởi động tháng trước, tuyên bố đây là mức kỷ lục trong lịch sử Jean O'Malley Dillon, chủ tịch chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết, nhóm harris Wands đã quyên được 540 triệu đô la Mỹ chỉ trong hơn một tháng kể từ khi bắt đầu chiến dịch, mức kỷ lục với mọi chiến dịch tranh cử trong lịch sử Mỹ. Một phần ba số tiền đó đến từ những cử tri lần đầu ủng hộ, Bà O'Malley Dillon nói rằng, số tiền quyên góp chạm ngưỡng 500 triệu đô la Mỹ ngay trước khi Phó Tổng thống Harris nhận đề cử ứng viên tổng thống tại Đại hội toàn quốc Đảng Dân chủ hôm 22 tháng 8. Bà O'Malley Dillon cho biết rằng, ngay sau bà phát biểu, mức tiền quyên góp được ghi nhận là cao nhất trong vòng 1 giờ kể từ đầu chiến dịch. Chiến dịch của bà Harris dường như đã giành lại sự ủng hộ từ các nhà tài trợ lớn và nhỏ. Điều này đánh dấu thay đổi đáng kể sau giai đoạn bất ổn do cuộc tranh luận của Tổng thống Joe Biden đối với đối thủ Donald Trump hồi cuối tháng 6. Thời điểm mà nhiều mạnh thường quân lớn quyết định ngừng quyên góp cho ứng viên Đảng Dân chủ. Trong khi đó, chiến dịch của cựu tổng thống Donald Trump thông báo đã nhận được 327 triệu đô la Mỹ tiền tài trợ tính đến đầu tháng 8. Bà Harris 59 tuổi trở thành ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ sau khi tổng thống Biden 81 tuổi tuyên bố rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng hôm 21 tháng 7. Nếu đắc cử, bà sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ bà Harris đã thu hẹp khoảng cách hoặc dẫn trước ông Trump trong nhiều cuộc thăm dò tại các bang chiến trường. Hai ứng viên dự kiến tranh luận trực tiếp vào ngày 10 tháng 9. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Những thông tin mới nhất liên quan đến cuộc bầu cử Mỹ sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.